mấy cây. Đây, chào mọi người. Hello, xin chào cả nhà nhé. Hôm nay hai bố con tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn rất là độc đáo. Món ăn này là đã từng đi vào huyền thoại nhá. Món ăn này đã từng cứu sống hàng triệu người Việt Nam thời 1945 nhá. Đấy, các bạn biết món gì không? Ngay đằng sau tôi đây đâu rồi. Đây chính là một cái vườn sắn đây này. Đây là vườn sắn khổng lồ của nhà tôi. Bây giờ hai bố con tôi sẽ đi nhổ sắn và về làm một món ăn. Mời mọi người nhá. Đi thôi, nào đấy. Đây. Đấy, con đi nhổ đi. Đấy, con nhổ đi. Đấy, cho con đi nhổ cây sắn này. Nào con nhổ thế nào? Con nhổ nổi không? Nhổ con đấy. Ừ? Đây này, cây này. Ui, cây đấy không được rồi. Đi vào trong này, đây có mấy cây này mới ngon này. Mình phải chọn cây chứ con ạ. Sắn mà cái cây to, cây một cây kia nó không ngon đâu. Phải có loại, có hai cây này này. Con gì? Con này. Có con gì? Đây này, đây có mấy cây to to này này. Đây, cây này mới đẹp này. Cầm đây. Dùng dùng, ui dồi, chắc thế. Lâu quá rồi không nhổ. Sắn này đấy, là khỏe đấy, khỏe. Hơi bị khó nhổ ấy. Ui, nhổ không nhổ được. À đấy, đấy, nhổ sắn này nó có chiều nhá. Không phải là cứ thích nhổ chiều nào là được. Có phải nhổ một cái chiều mà nó không có củ ấy. Mình bẩy thế này, đấy, xong rung rung. Được chưa? Ui, quá nhiều đấy. Nhiều chưa? Ấy một khóm này đã đủ ăn rồi. Thế thôi nhỉ. Chắc ông làm bằng phân trâu hay sao? Đẹp phân trâu được. Bố. Vậy là bố con tôi đã nhổ được cây sắn rồi nhá. Thế này. Đây là nguyên vị trí của cây sắn nhá. Nếu mà chúng ta nhổ kéo ngược chiều này ấy, thì rất là khó này. Mình phải nhổ cái chiều mà nó không có củ này. Nhổ không kéo sang. Kéo nghiêng về bên này thì mới lên được nhá. Còn nếu mà chúng ta nhổ một phát lên rất là khó nhổ. Bôi. Đấy. Bây giờ làm sao để đi chặt được. Bây giờ mang xuống sân thôi. Rồi bây giờ mang đi. Nhà con có mấy con chó nha. Đấy. Ui. Ui. Sao? Bước cưa bằng cân. Đau không? Đấy đi, ra đây đi. Đó, đó, để đây, để. Ui, đây đi lấy dao. Đây đi lấy dao đó. 2, 13, 14 củ. 14 củ à? Đó xem được cây này được bao nhiêu củ này. 1 củ này. 2 củ. 2 củ chỗ này. 2 củ này. 3 củ này. 4. 4 củ. Củ như này mới ngon này mọi người ạ. Đấy. 4 đấy, này, củ sắn ngon này. Củ 5 này, củ. Củ này không nên đâu. 5 củ này. Củ này cho gà ăn thôi. Đấy, củ này thế, củ này cho gà ăn thôi. 6 củ, 7 củ. Nhưng mà ngày trước những củ xấu xấu này người ăn hết. 8 củ. Đây, những củ này mới là củ ngon này. 8 củ. 8 củ chưa? Rồi. Đấy. 9 củ. 9 củ. 10 củ. 10 củ này. 11 này. 12 này. 13. 13 này. 14. 14 này. 15. 15. 15, 16. 15, 16. 17 củ. 17. Đấy, đấy khóm này có 17 củ các bạn ạ. Các bạn thấy có nhiều không? Khác thì có 1 củ thôi. Nào, con tránh ra để bố cắt cái cây này đi. Từ tháng 5 ạ. Trồng chọn. Tiếp. Ừ. Đây mình chọn lấy mấy củ để đi luộc ăn thôi. Đấy.
những củ như này mới ngon này. Con ạ. Con cho vào đây. Đây, cho vào đây. Một củ này. Củ đề. Củ này cũng được này. Củ đề được không? Được. Được. Củ này. Củ này. Củ này. Tạm được. Ok. Thế củ này. Củ này. Củ đấy xấu rồi, củ đấy cho gà ăn thôi bạn ạ. Củ này được không? Củ đấy. Không ngon mấy. Bé bé bé. Đẹp đẹp này. Củ mập mập này nó mới ngon. Đây nhá. Này này. Mập mập này. Mập. Này không ngon. Củ mập mập này. Đấy. Như thế bọn chị đi đến đây. Đấy. Đấy rồi. Đấy rồi, biệt. Chúng ta cùng mang đi nữa. Đây mang. Đây là phải bóc. Bóc vỏ. Bóc sắn. Con có biết bóc sắn không? Đấy, bóc sắn này phải bóc. Các bạn bảo bóc sắn phải dùng tay mà. Ừ, dùng tay cũng được. Đây, đây một kiểu bóc này. Đây cho con. Con không bóc được đâu. Bóc này xong mình đi ngâm xong rồi rửa nó mới hết cái nhựa con ạ, ăn nó mới ngon. Các bạn lại là không cần rửa mà. Đấy, đây là một kiểu bóc nha, rất là sạch luôn đấy. Sắn mà bóc nó róc vỏ như thế thì mới là sắn ngon. Sắn mà bóc nó không róc vỏ thì ăn không ngon đâu. Mọi người thấy sắn ngon không? Ăn sắn sống. Ăn sắn sống xay đấy các bạn ạ. Xay rượu đấy. Đừng có ăn sắn sống nha các bạn nha. Bạn cứ nấu chín đi. Đây là sắn ta nha, không phải sắn cao sản đâu nha. Các bạn đừng có ăn sắn cao sản nhá. Ăn sắn cao sản thì là cái loại sắn công nghiệp kìa. Nó rất là độc. Nên là mọi người trước khi ăn sắn phải hỏi là sắn ta hay là sắn cao sản. Sắn dù nó không độc bằng sắn cao sản. Là sắn cao sản thì ăn vào bứt luôn đấy. Sắn cao sản phải qua sơ chế thì mới ăn được. Sắn này người ta bóc ra để luộc ăn luôn. Cái sắn này trước đây là đã từng cứu đói rất là nhiều người rồi. Củ này ở trong miền Nam thì gọi là củ mì đúng không ạ? Ở ngoài Bắc thì gọi đây là củ sắn, gọi là sắn lùi. Đã có những câu thơ là chia nhau củ sắn lùi bát cơm xẻ nửa chăn xui đắp cùng. Chăn xui đắp cùng như nhỉ? Con học bài đấy chưa? Con học bài đấy à? Rồi, bây giờ đi rửa thôi nhỉ? Con cầm quay cho bố. Chó này nhìn đáng yêu không? Đây. Úi. Chó này nhìn đáng yêu hết. Vô 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 vô. Đây, bây giờ là tiếp tục rửa sắn. Em sạch. Ê, cô vào. Cô vào. Sắn trắng. Rất là ngon đấy. Như cà lâu à? Ừ, để bố cho con. Con rửa tay đi. Cái kia dính mít ạ. Con lấy cái này làm mít. Các bạn lưu ý nha, củ to cho xuống dưới nha. Củ nhỏ cho lên trên. Cho lên trên. Đây cái bên này là để cái đấy vào cái công ty đấy. Cho nước vào chỉ còn có nước à, các bạn cho ít nước vào. Còn nữa vẫn còn củ nữa. Nếu mà hết thời gian rồi đấy
Luộc sắn thì chúng ta cũng không cần phải cho nhiều nước đâu nhé, các bạn chỉ cần cho nó ngập ngập một chút lưng chừng này thôi. Nó bảo hết thời gian rồi đấy. Không cần cho nhiều nước đâu. Mang đi lên bếp nè. Hết thời gian rồi, nó đỏ đỏ. Nó đỏ ra gì ấy? Để cho lên đây. Bố, cho lên kia mà. Đường ra. Đường ra. Cả hai nồi luôn à? Nghĩa là đun bếp củi cơ các bạn ạ. Nhưng mà tôi thèm quá rồi nên là tôi chơi bếp gà. Bếp củi phải nhóm lâu lắm các bạn ạ. Trước khi luộc sắn phải cho một ít muối vào ấy. Các bạn ạ, phải cho một tí muối trắng vào. Tí ăn sắn nó mới đậm. Đấy ngon. Muối vừa đậm xong nó lại vừa khử cái độc của sắn. Rồi bây giờ là đi lên nhà chờ thôi nhé. Đi lên nhà, đi lên nhà chờ tí sôi chín là bác ra ăn thôi. Đây để con thổi cho luộc sắn này, luộc nồi củi này nó thơm. Cái này thổi nhanh. Cháy rồi. Tiêu. Cái này thổi bếp rất là hiệu quả nhé. Không thổi. Không thổi. Nghe phải làm bằng ống ống tre cơ, ống tre ống vầu. Nhưng mà cái đấy cũng hay vỡ. Cái này cũng hay vỡ nhưng mà bây giờ cái này sẵn hơn. Ống tre ống vầu bây giờ ít rồi. Không có cây mấy rồi. Đây các bạn ạ, luộc sắn bằng bếp củi này thì sẵn chín nó mới ngon. Tất nhiên bếp nào luộc nó cũng chín thôi, nhưng mà luộc bằng bếp củi nó mới đúng truyền thống các bạn. Đúng truyền thống. Đấy. Hai ông cháu đang tuốt cái này gọi là nạo sắn. Đấy, ai à? Biết làm rồi đấy. Đấy làm đi. Tập làm cho quen đi. Đấy. Trượt tay nhá, trượt tay và đứt tay đấy. Rồi được rồi. Đấy, nạo sắn thích không? Đây, bố bảo này. Đấy con. Đấy, đứng như này. Đấy. Đấy. Cuốn đi. Em quay đi. Đấy, sâu vào tay kia. Không làm không quay nổi à? Đấy. Thấy chưa? Còn thấy công việc của ông có vất vả không? Dễ ợt. Dễ ợt. Đấy làm đi. Để cho con quay cả ngày nhá. Rồi. Nhà ông là bán chó à? Ừ. Nhà ông bán chó. Quay qua được thịt là bán. Ê ông. À con mốc mốc kìa.
đâu. Nó khô nó không đi gần đâu. Đấy. Đây. Đây đây đây. Đây lấy con này à? Vâng ạ. Ui nó đái à. Sợ con đái à. Bố bế vào đây nó chẳng muốn đái. Bây giờ bố tắt nước vào ra nhá. Biết chín rồi à? Chín rồi. Chín rồi. Hết chín rồi các bạn đây, các bạn cùng đợi một tí 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 rồi. À chín luôn rồi. Chín rồi đấy. Đây, sắn nó bở ra rồi này. Coi. Nó bở như này là chín rồi các bạn. Ăn được đâu? Tí. Ngoài á. Bở lắm rồi. Ok rồi. Bây giờ là gạn nước lên đây. Gạn nước, bây giờ ăn thôi. Gạn nước và ăn thôi. Ăn đâu? Ăn trên nhà ấy. Ăn ở chỗ nào đi? Đây bây giờ. Bộ gạn nước ra. Đây làm nào? Đây đổ nước. Đổ nước rồi. Đổ nước này. Nên rơi cả cái kia vào. Rơi sao được? Làm nghệ thuật. Đấy, bây giờ bắt cho nó khô. Mở vung ra. Mở vung ra như này cho nó khô hết sắn này đi, xong tí ăn nó mới ngon. Hiểu chưa con? Ăn sắn. Hôm nay con phải ăn hết chỗ này nhá. Ok, chơi luôn. Hôm nay thi xem ai ăn được sắn nhiều nhất nhá. Vâng, chơi luôn. Ok. Vậy là sau một thời gian rất là vất vả bóc sắn và rửa sắn và luộc sắn, còn công đoạn nhóm bếp nữa chứ nhỉ. Đấy. Giờ sắn đã chín. Bở quá. Bở à? Không gắp được rồi. Vỡ hết ra rồi các bạn. Sắn thì có nhiều cách chế biến nha các bạn nhé. Trước đây lúc đầu ấy, mới ăn sắn thì thèm ăn thì chúng ta có thể ăn luộc này rồi. Sau một thời gian thì ăn nhiều thì nó sẽ chán các bạn nhé. Ăn nhiều sẽ chán và lại phải nghiên cứu làm thay đổi đi. Thì chúng tôi lại lấy những cái củ sắn này về giã nó ra. Giống như giã bánh dày ấy. Đấy, xong rồi ăn. Đấy. Cũng có nhiều cách, và sắn lam này, sắn cho vào ống nứa để lam này. Đấy, sắn đồ xôi này. Đấy, sắn thái nhỏ và độn với cơm. Nói chung là tất cả các loại chế biến tôi đã từng được ăn và từng ấy đến tận cổ rồi, nhưng mà lâu lắm rồi bây giờ mới quay trở lại lại ăn. Hơn 30 năm rồi bây giờ tôi lại quay lại rồi ăn tiếp. Đấy. Trước đây nghèo khổ suốt ngày phải ăn sắn rồi. Xưa là ăn sắn chấm muối các bạn nhá. Bây giờ thì tôi có ít đường đây rồi. Sắn chấm đường. Tôi thấy thích ngon thích ngọt nên là chấm đường. Mặn thì không ngon đấy. Chấm mặn thì ăn không được nhiều. Bây giờ có điều kiện một tí ăn đường các bạn ạ. Ăn đường đi. Rồi, bây giờ mang lên trên đi. Chấm đường. Ngày xưa không có đường để chấm đâu các bạn nhá. Ngày xưa chỉ có chấm muối trắng hoặc là ăn không thôi. Ê, ăn sắn đi. Con ơi. Ăn sắn. Làm quả nha. Bật điện ạ. Sắn đây. Mời chưa? Mời rồi. Mời lại mà. Mời các bạn ấy nhá. Mời các bạn ăn sắn nhá. Đấy, sắn này rất là ngon. Hân ơi. Hân, con gái đâu rồi? Để ăn sắn nào. Sắn ngon lắm. Bố vừa luộc xong nhá. Sắn chấm đường.
Quá ngon. Được. Sắn chấm đường rất ngon nha các bạn nha. Ăn sắn đi mẹ ơi. Sắn chấm đường ngon lắm. Chị Nhi đâu rồi? Ăn sắn không? Ăn sắn chấm đường. Sắn bờ nha. Con thấy sắn thế nào? Thằng này thơm nè. Sáo. Con thấy sắn ăn như nào? Ngon. Ngon không? Thơm vừa. Ăn ngon không kia? Ngon. Thấy không? Hôm nay ăn sắn thay cơm nhá. Ăn sắn. Không, chị Nhi đâu rồi? Có đây. Đấy. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Ăn cả lối nó chả hốc củ. Ta ăn bể bể ra bể bể ra lấy. Đây là chưa được ăn này. Đây là chưa được ăn này. Rồi, xin chào mọi người nha. Lâu lắm rồi không ăn sắn. Hôm nay ăn được bằng này thôi. Không ăn được nhiều. Ăn nó nghẹn cổ lắm. Thực sự là tuổi thơ gắn liền với khoai sắn nhiều quá rồi. Bây giờ ăn một tí đã thấy ngấy rồi các bạn ạ. Đấy. Tôi giới thiệu với mọi người món ăn huyền thoại nha. Đó là món sắn này. Sắn này là sắn luộc. Thế là tuổi thơ những bạn mà tầm đầu 8 là ai cũng được ăn sắn rồi. Ăn ngấy về sắn rồi. Bây giờ tôi xin phép kết thúc video đây nha. Các bạn thấy video hay thì like, share, chia sẻ nha. Và đặc biệt là đăng ký kênh cho tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.